Maria xuất phát từ giáo hội bốn phương, có lẽ từ thánh lễ cung hiến thánh đường dân kính thánh Anna tại Jerusalem. Địa điểm của ngôi thánh đường được cung hiến đã được các tín đồ tin rằng đó là nơi sanh Đức Mẹ. Theo truyền thuyết khác thì Đức Maria được sinh ra tại Galilee. Vào cuối thế kỷ thứ 7, bên giáo hội Tây Phương, Đức Giáo Hoàng Jesus xác nhận có 4 thánh lễ được cử hành trong năm để cứu Đức Trinh Nữ Maria trong phục vụ Roma. Đó là lễ truyền tin, lễ hội sáng về trời, lễ sinh nhật và lễ gặp gỡ, tức là lễ lớn. Từ ngày sinh nhật này, người ta xác định ngày thứ hai là ngày 8 tháng 12. Sự kiện cụ thể là thánh lễ này được cử hành trong phục vụ cho chúng ta thấy rõ các tín hữu lúc đó đã xác tín rằng Đức Maria được sinh ra đời đã không phương.